distance for a while. And can we, we're only watching the sky, hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Hello, chào mừng anh em đến với kênh YouTube Tết Tara của mình nha. Rất vui gặp được anh em ở clip này. Hôm nay mình sẽ làm clip về vị tướng Tara đi Tết nha anh em. Hôm nay đối đầu với mình là vị tướng Alan, một cái vị tướng cái solo đường kinh công cũng rất là khó chịu luôn anh em ơi. Nói chung là cái chất tướng của Alan khi đối đầu với Tara là Tara bị lép vế nha anh em. Bởi vậy mình sẽ cố gắng chơi thật là kỹ trong game này để mình có thể là thắng nó nổi nha anh em. Nói chung thì cái tính chất của nó thì nó có gây ra sát thương đam, sát thương phép, sát thương chuẩn luôn, nên là rất là khó chịu luôn anh em. Nó lại có cái anti mà miễn khống nữa, nó sẽ bay lên trời đáp xuống, nó rất là khó chịu luôn. Nói chung là mình gần kết liễu nó, cái nó bật anti là mình không thể nào mà kết liễu được nó. Ok, mình kéo được con chim anh em ơi. Mình đã rất thích ăn chim nên là dù bỏ mạng mình cũng phải lụm được con chim mới được. Có nhiều lần mình bị bỏ mạng luôn vì con chim đó. Ok, gặp vị tướng này thì mình cứ thủ thôi anh em. Nói chung là mình chơi thận trọng thôi, chứ thật sự là mình phải lên đồ khắc chế nó mình mới đánh lại nó nha anh em. Tem bạn đi cướp khá là căng thẳng cho tem mình luôn, quá trời đông luôn anh em ơi. Lần này rừng mình thọt luôn rồi anh em ơi. Ok, mình đã lên được cấp 4 rồi anh em ơi. Mình cố gắng farm đám lính này rồi mình đi gank cho team mình nha anh em. Vì cái mình cứ farm và cấu rỉa thôi nha anh em, chứ đừng có áp sát đánh nó đá rất là căng luôn. Gặp nó dùng chân hai mình sẽ không có nhảy được luôn, giống như nó khóa chân mình lại luôn. Con này á, thật sự là con tướng rất là khó chịu luôn nha anh em. Trời ơi, có mình mà 4-5 thằng bu vô kiếm mình khổ quá mà. Rồi mấy bạn của bạn về rồi thì bạn ở đây thì bạn xác định bạn đi chạy. Chạy hộ bạn ơi. Ok, bạn đầu hình cho triệu dân rồi. Tem nói ganh vừa bỏ đi là hết tem mình lên tới anh em ơi. Mình sẽ chặn đám lính này luôn. Không được rồi, không kịp rồi. Mình định chặn đám lính rồi mình đi ganh cho tem mình mà không kịp. Ok, chắc nó cũng không ra kịp đâu. Mình đang xong đám lính này mình sẽ đi hỗ trợ anh em mới được. Nó ép anh em mình quá mà. Tem bạn cướp được thì qua cướp hoài luôn anh em ơi. Mình sẽ cho mấy bạn một bài học. Trời ơi, 3 năm rồi. Ây da, đau quá anh em ơi. Ok, nếu bạn thích nhây, nếu bạn thích nhây trâu nè, mình sát thương chuẩn nha anh em. Cái chiêu 2 mình quay là sát thương chuẩn nên là dù là trâu hay lớp giáp ảo gì mình quay cũng rất là thốn nha anh em. Nói chung là cái đam nó không cao nhưng mà mình được cái là mình lì, mình đánh một cái không thấm thì mình đánh 10 cái. Ok, mạng đầu dành cho mình luôn rồi anh em ơi. 1-0-1, tỷ số cũng khá là ổn. Mình Triệu Vân đang ăn bùa xanh nha anh em. Mình sẽ cố gắng
dẫn dụ cho Alan xuống rồi cái Triệu Vân mình ra ganh phụ mình, rồi mình sẽ hạ nó thôi. Chứ thật sự mình một mình chơi là có thể là mình rất là khó giết nó luôn anh em. Mình phải cho nó thọt luôn mới được. Ok, kể được con chim rồi, anh ấy tức lắm. Thấy không? Mới nó hết máu là nó lại bật anti lên rồi anh em ơi. Rất là khó chịu luôn nha. Đối đầu với nó là mình phải chơi hết sức thận trọng luôn. Bình thường mình đi đường top mình rất là tự tin luôn á, nhưng mà gặp Alan là mình cũng không tự tin mấy luôn. Thấy không? Nếu mà áp sát đá nó là có thể là mình không thể nào chơi lại luôn á. Mình không nên áp sát chơi nó nha anh em. Mình chơi không lại cứ chạy thôi. Ok, ngay cả lúc có anti luôn nè mà nó vẫn là rất là thốn luôn anh em ơi. Chịu băng lên nè, thấy không, rất là hay luôn. Nhảy anti mà nó bật anti lên là xong. Chơi gì chửi bạn ơi. Nóng quá nóng rồi anh em ơi, hai mạng rồi. Nó thật sự một mình nó là nó đã có thể kết liễu mình rồi, mà tại có Triệu Vân á. Triệu Vân lên nên cuối cùng là nó ôm hận luôn. Phút thứ 5 rồi, cái trụ đường top mình nó đã bị mất giáp nên là mình sẽ kết liễu được cái trụ đường top rồi nha anh em. Trước phút thứ 5 thì cái trụ đường top nó còn một lớp giáp rất là dày luôn nên là mình rất là khó để đẩy cái trụ. Rồi mạng này mình thử show kill với nó luôn nha anh em. Dù là mình 2-0 rồi nhưng mà show kill với nó là vẫn bị bất lợi nha anh em. Cái chất tướng nó thật sự rất mạnh. Khi mà show kill 1-1 đấu tay đôi là chất tướng nó rất là mạnh luôn anh em. Con đó là phải một con đối thủ đáng gờm của Tara đó anh em ơi. Mình sẽ lên một món áo chồng ăn giá để mình làm chậm đối phương, rồi mình mới lên cái cây đao tri hồn anh em ơi. Tính lên đao tri hồn trước cũng được, nhưng mà mình thấy nó đao tri hồn trước thì nó lại bị ít có máu quá. Mình tính lên cái này rồi mình đi ganh tem cho tốt, tại đường tớp của mình á nó đã mất được một trụ rồi, mình có thể hỗ trợ ganh tem được rồi. Nó hết máu như vậy mà mình đánh không vô luôn nha anh em, rất là khó chịu luôn. Mình không dám chơi luôn anh em. Bình thường là mấy con rồi nữa đá mình kìa, đá mình lớn không nổi anh em ơi. Mặc dù mình đang rất xanh luôn anh em, nhưng mà cái chất tướng mình đánh không lại nó luôn. Nó đánh mình hồi máu không nổi luôn mà. Cũng hơi ở ngang với anh này rồi. Trời ơi trời. Có anh Ti anh em ơi. Anh Ti mình bật mà chưa kịp hồi máu là nó đá mình chết luôn rồi. Cái cú đó mình hơi ẩu nha anh em. Nói chung là mình chơi hơi vội cú đó rồi. Nếu mà anh Ti mình bật sớm hơn một xíu, hoặc là mình đợi anh Ti mình bật xong rồi mình hãy chạy vô là mình đánh ổn hơn rồi. Mình không đợi, mình bay vô mình quất nó luôn. Tại mình hơi ảo tưởng sức mạnh khúc đó rồi. Ok, để khắc chế nó thì mình lên cây đao truy hồn anh em ơi. Nó sẽ giảm cái khả năng hồi phục của nó mất. Nói chung thì mới vô vậy thôi, chứ thật sự mà về nửa game cỡ phút thứ 10 này thì bắt đầu món thứ 3 mình lên được đao truy hồn rồi thì nó không phải là đối thủ của mình nữa nha anh em. Khúc đó mình vừa trâu mà mình vừa có cái độ giảm hồi máu nhất định nữa là nó sẽ không có thể nào hạ được mình đâu. Cái lượng máu mình rất là trâu luôn em. Giờ thì mình hơi yếu. Ok, mình sẽ mở combat phụ thêm cái lượt này mới được trả thù báo thù nè. Một em nào. Một mạng anh em ơi. Hai mạng anh em ơi. Nhớ mặt tao nha. Một hồi gặp là mình sẽ xác định. Mình cũng xanh nhì tem của mình rồi. Thằng Na chạy quá chạy luôn anh em ơi. Chắc Na hết máu nên thấy mình chạy quá chạy. Này Na, Na với chúng tôi. Ok, chạy cũng không thoát các bạn ơi. Cái phần trang bị trong trận đấu này thì mình để ở phần đầu game nha anh em. Anh em có thể xem tham khảo cái phần trang bị của mình. Nói chung thì trang bị của mình cũng chơi theo phong cách của mình thôi. Anh em nào thấy hợp với phong cách chơi thì anh em cứ chơi theo thử nha anh em. Nếu có ý kiến mà trang bị nào hay hơn thì anh em góp ý để mình chơi hay hơn con này nha anh em. Không giết được mình và đã bị hạ.
Kayate bắn khá là rác luôn em. Ok, bắn rác kéo hay quá rác ơi. Con Mina rất là trâu luôn em ơi, nó càng tem mình kìa, nó giết tem mình ghê không, đau quá anh em ơi, nó bắn đau quá. Mình có anti rồi, mình sẽ quay lại giết nó luôn anh em ơi, tính mình nóng lắm, mình không bỏ được đâu. Chơi với tôi mà nhây nè, nhây với chúng tôi nè, trời ơi nó trâu thật anh em ơi. Thật sự rất trâu luôn, gặp thêm sát thương chuẩn của con Hayate nữa nên là mình không thể nào sống nổi luôn. Cái cú đó mình hơi ảo tưởng luôn, cái cú đó mình tính là hạ được nó luôn mà nó trâu quá. Kèm thêm cái chiêu 1 á, cái chiêu 1 nó xoay nó hồi máu nữa, làm ra là rất là khó chịu luôn anh em ơi. Con Mina thật sự là một con tướng cũng rất là khó chịu, con tướng HP á. Khi mà nó dùng anti nó câm lặng con tem mình là xong, coi như xong rồi đó. Tem nó vô mà đánh, nhiều lúc mở combat mà có con Mina mà nó mở combat một cú chung combat chuẩn là có thể là lật lại cái tình thế luôn nha anh em. Ok bạn ơi, bạn đứng đó bằng đá rồi, chết luôn HP của mình rồi, gắt quá anh em ơi. Mina vẫn rất trâu luôn nè, trâu nè nè, hồi chưa một lại là nhức bạn nè, trâu với chúng tôi. Bạn này xả anti hộ các bạn ơi. Ok, đánh với con Natalia thì mình nên có cái đầu lạnh chút anh em, nó xả anti mình cố gắng mình nhảy ra sau lưng hay gì đó là mình có thể là đánh nó thoải mái, nó đâu có xả ngược lại được đâu, nên là cứ nhảy ra sau lưng nó đánh thôi nha anh em. Ok, mình đã có món được món kháng phép rồi, mình sẽ lên cái món khiên huyền thoại để giảm tốc đánh cho con Hayate nó không có hoành hành quá nha anh em. Nó bắn mình khá là đau luôn, mình lên cái món đó nó sẽ giảm tốc đánh, giảm tốc chạy của nó lại cho nó bớt bá đạo đi, nó sẽ thương chuẩn mình, nó đánh cỡ đó mình không chịu nổi luôn em ơi. Ồ con Nga nó chạy kìa, chạy đi nè. Ồ nó khóc luôn anh em ơi, bỏ luôn anh em ơi, mình ép luôn, nó cũng hết máu rồi, nó cũng phải biến về thôi. Hai nhà tay thì mình cứ cấu rỉ vậy thôi, chứ thật sự là cái con nào mà nó có khống chế kiểu như là làm chón đồ nó mới cản được con hai nhà tay thôi, chứ mà mấy con như mình rồi nó có qua cầu xương rồi, mấy con như mình rất là khó mà để hạ được con hai nhà tay anh em. Rồi hai nhà tay chơi hay quá, nó bán đồ khá là nhanh luôn anh em ơi, thêm mình Alan nữa khá là ảo diệu luôn. Alan skin rất là đẹp luôn em. Mình chỉ cấu vậy thôi chứ thật sự chơi đâu lại. Trên có Silica nè, Silica mình khúc này lại bắn anti là khá rác luôn em. Bắn là vậy tay bạn phải bỏ chạy luôn. Bạn này nãy quýnh Silica của mình nè, không chết nổi anh em ơi, cứu nó mới được. Ok, mình đã trả được thù anh em ơi, giết được con Alan rồi. Ok, lấy được trụ siêu cấp này luôn rồi anh em ơi. Chết luôn bạn Mina rồi. Trời ơi, bạn Hayate bắn quá rác luôn anh em. Hên là bạn AD mình còn cái giáp phòng mạnh. Ok, chắc là mình sẽ kết thúc trận đấu tại đây rồi. Cảm ơn anh em đã xem tới cuối clip nha. Nếu mà thấy like, nếu thấy hay thì anh em hãy cho mình xin một nút like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình, giúp kênh mình mau chóng phát triển nha anh em. Cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.